Đau quá, đau quá. Nhẹ chút đi, nhẹ chút đi. Không đến mức đó chứ. Đau quá đi. Đây, ban ngày ban mặt thế này, không đóng cửa. Nhẹ chút, nhẹ chút. Thôi bỏ đi, ngộ nhỡ thì sao? Đau quá đi. Mình đây, nhẹ chút đi mà. Người tốt, giúp đỡ bọn họ. Em đang làm gì vậy? Lần sau gặp nhé. Bye bye. Alo, chị Thiệu. Bạn Thảo của em sao rồi chị? Tại sao thế? Vậy anh ta có nói chỗ nào có vấn đề không? Vậy thì thế này, chỗ em vẫn còn hai tập bản thảo, hay là chị giúp em gửi cho anh ta xem thử? Hay là chị giúp em gửi cho anh ta xem thử nhé? Được được, cảm ơn cảm ơn. Hôm nào mời chị ăn cơm nhé, bye bye. Mẹ, tuần sau tập đoàn SP có một buổi tiệc tối. Con đó, dành thời gian chuẩn bị một chút. Không đi hôm đi, con bận lắm. Chủ biên đường cũng đến. Ai? Chủ biên đường? Là chủ biên đường Quỳnh Thép sống sao? Chẳng phải con vẫn luôn muốn vào tòa sản đó sao? Nợ bản thảo cả nửa năm cũng không ai để ý đến con. Lần này chính là cơ hội đó. Thật hay giả vậy? Nhất định con sẽ cố gắng. Còn nữa, mẹ ơi, mẹ tài giỏi quá đi mất. Ngay cả anh ta mà mẹ cũng giải quyết được. Đột nhiên bây giờ con cảm thấy trên người mẹ có hai loại cảm giác không tên. Một là lề lối, hai là chính là hiểu con. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nhưng mà mẹ phải nhắc nhở con, bữa tiệc tối này phải mang theo người đi cùng đấy. Con có không? Không có, thì mẹ chuẩn bị giúp con. Có, bạn trai đi cùng đương nhiên con có rồi. Được rồi mẹ. Con bận trước đây yêu mẹ nhiều lắm. Hóa ra bụng nữa đi cùng đợi mình ở đây. Đường Hạo Quân. Cảm ơn đàn anh. Ở bên ngoài đừng gọi anh là đàn anh nữa mà. Hãy gọi tên của anh đi. Huynh trưởng như cha, em phải tôn kính anh. Gì mà huynh trưởng như cha chứ. Đi đây. Đợi chút. Sao thế? Chuyện là vậy. Hai hôm nữa anh phải đi thăm quyến công tác với giáo sư. Có lẽ đi khoảng 3 ngày. Em có muốn đi không? Em hả? Thật ra anh không ngờ em sẽ đề xuất ý tưởng in 3D như thế. Anh rất ngạc nhiên lần này bọn anh được mời. Bởi một trong những diễn giả của hội thảo học thuật quốc tế bậc cao, cũng là chuyên gia trong lĩnh vực nuôi cấy tế bào. Nếu em có hứng thú, anh cho rằng em có thể đi nghe thử. Tin rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của em. Nếu như em muốn đi, đương nhiên em muốn đi rồi. Nhưng Thanh Diệt, phải làm sao? Em nghe nói, cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu cho hội thảo này. Em không cần lo lắng, thứ cậu ấy cần học hỏi không có ở đây. Anh sẽ có sắp xếp khác cho cậu ấy. Vậy thì được, cảm ơn đàn anh. Tốt quá rồi, đúng rồi. Gửi cho anh thông tin chứng minh thư, để đối phương giúp em xử lý các vấn đề về vé máy bay và khách sạn. Tốt như vậy sao? Được, em biết rồi, em lên đây, nghỉ ngơi sớm đi. Bà Lăng Lăng, sao vậy? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thăm bà ngoại đi. Trước đây anh đã hứa sẽ đi thăm bà. Được. Bà Lăng Lăng, nhớ gửi thông tin chứng minh thư cho anh. Được. Bà Lăng Lăng, đặng anh có thể hỏi hết một lần được không? Không có việc gì nữa, chỉ mong em nghỉ ngơi sớm, mơ đẹp. Hết rồi, thật sự hết rồi. Vậy em lên đây nhé.
hết chuyện rồi, sao anh còn chưa đi? Em không cần để ý đến anh, mau về nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon. Đàn em, em không thể nói với anh một tiếng chúc ngủ ngon sao? Chúc ngủ ngon đàn anh. Chúc ngủ ngon. Hóa ra sau khi hẹn hò xong, đây chính là cảm giác chở cô gái mà mình thích về nhà. Đúng rồi, thứ sáu tuần sau cậu có rảnh không? Có một buổi tiệc tối, cậu có thể đi cùng với tôi không? Tiệc tối là như này, có một vị chủ biên mà tôi vô cùng sùng bái, ông ấy cũng sẽ tham gia, do đó tôi muốn mượn cơ hội này để quen biết một chút. Lấy thân phận gì? Một nửa cùng tham dự. Chắc có lẽ khoảng 5 lần. 5 lần rồi. Lúc đó là lúc học đại học, chị có đến rồi. Nào, bà Ngu, ăn trái cây đi. Nào. Cảm ơn bà ngoại. Cháu cắt táo cho bà. Bà không cho cháu ăn trước mà cho anh ta ăn trước. Được, được, được. Cháu cắt thêm trái nữa đi. Cháu không ăn nữa, cháu nhìn đi, nhìn đi. Đứa bé này đúng thật là. Cũng không biết mỗi ngày bận từ sáng đến tối là vì ai, vậy mà còn hướng về người ngoài. Uổng công cháu thương bà rồi. Bà Ngô à, cháu đều là bận việc không chính đáng. Tiểu Dương người ta mới là bận việc chính đáng. Tiểu Dương nói hết với bà rồi. Nghiên cứu rất thuận lợi, sẽ sớm được thử nghiệm trên động vật. Đợi thử nghiệm trên động vật thành công thì sẽ đến được bà rồi. Đến lúc đó lại tính. Cháu vẫn chưa đồng ý đâu. Chuyện này bà không nghe cháu đâu. Bà nghe Tiểu Dương thôi. Người ta học hành giỏi hơn cháu. Cháu đó lo lắng nhiều hơn cho việc chính đáng của bản thân đi. Anh ấy học hành tốt, tốt hơn cháu đến mức nào chứ? Cháu có tệ như vậy sao? Hơn nữa, việc của cháu ở phòng thí nghiệm không được gọi là việc chân chính. Vậy thì cháu phải ở đâu mới gọi là việc chân chính? Cháu cũng đã thi lên thạc sĩ rồi. Hơn nữa bây giờ cháu cũng nên nghỉ ngơi, giải tỏa tâm tình, yêu đương gì đó đi. Tiểu Trịnh lần trước cũng rất được đấy. Có một cậu tên Tiểu Trịnh, cháu quen chứ? Bà thấy cậu ấy cũng được lắm, quen à. Nhưng cháu cảm thấy không thích hợp lắm. Cháu cảm thấy có thể xem lại. Không thích hợp sao? Không thích hợp. Không thích hợp. Cháu nói không thích hợp thì chắc chắn là không thích hợp. Vậy cháu cũng được xem như là trưởng bối của Lăng Lăng nhà bà. Vậy cháu có thể giúp bà tìm một người tốt một chút không? Không thành vấn đề. Đây, đợi đã, đợi đã. Anh ấy lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại trở thành trưởng bối của cháu rồi? Dù sao thì huynh trưởng như cha. Hai vị trưởng bối. Nhóc con, cười gì thế? Không gì cả, chỉ là đại thần hẹn em ra ngoài gặp mặt. Có thể là nói về việc đi thăm quyến. Có chuyện gì mà không thể nói trên WeChat chứ? Tại sao phải nói chuyện trực tiếp? Có lẽ còn có chuyện gì khác. Dù sao thì năng lực phân tích của em hơn người. Càng nhìn em, càng có tư duy giải quyết vấn đề. Cậu im miệng được rồi. Lão Trương, anh không muốn đi thăm quyến sao? Anh nói thật đi, có phải anh biết rõ bản thân không đi được nên mới giả vờ thành kiểu tự mình không muốn đi, có đúng không?
Tôi nói cậu nghe, đúng kế hoạch là tôi với Lam Hằng cùng với giáo sư sẽ đi cùng nhau, nhưng tôi có việc quan trọng hơn phải sắp xếp, nên tôi đã chủ động từ bỏ. Câu chuyện này của anh so với giả vờ không muốn đi rõ ràng là khá hơn một chút thật. Tôi nói là thật đó. Không thể nào. Trên thế giới này làm gì có việc quan trọng hơn cả tham gia hội thảo khoa học? Đương nhiên có. Vợ tôi về rồi. Anh kết hôn rồi sao? Kết hôn rồi rất bình thường mà. Trương Dịch An, rõ ràng em đã nói với anh, em đổi nghề bay rồi. Có phải anh lại làm thí nghiệm công an điện thoại đúng không? Bây giờ em đang ở sân bay, trong vòng 5 phút nữa, nếu anh còn chưa xuất hiện thì chúng ta ly hôn. Vẫn luôn đáng yêu như vậy. Lão Trương, em không nghe nhầm chứ? Cô ấy nói nếu anh không đến thì ly hôn. Anh còn ngồi đây uống cà phê, còn không mau đi. Sân bay xa như thế, 5 phút sao mà đến kịp? Không đi nữa. Cái gì gọi là không đi nữa? Nhóc con, quan hệ cuộc sống trong hôn nhân có hơi phức tạp. Giống như tôi và bà xã của tôi có một sự cân bằng thỏa thuận ngầm với nhau. Cho dù bây giờ cô ấy cứ đứng trước mặt tôi nói rằng Trương Dịch An, nếu anh còn làm nghiên cứu khoa học thì chúng ta ly hôn. Nhưng chúng tôi đều biết rằng không ai rời xa ai được. Hoàn toàn không hiểu. Thôi bỏ đi. Dù sao cậu cũng cùng muốn kết hôn. Em chỉ muốn chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học. Em đi tìm đại thần đây. Bác sĩ Lý, cậu đến rồi. Đại thần đâu? Cậu ấy không ở đây. Vậy anh ấy gọi em đến đây làm gì? Là như vậy, ngày mai vật liệu mới ở chỗ tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm lên động vật. Người không đủ dùng nên tôi nói với Lam Hằng mượn cậu đến đây giúp đỡ. Ngày mai em phải đi thăm quyến rồi. Thăm quyến chỉ có Lam Hằng và giáo sư đi. Vẫn còn một người nữa đã bị giáo sư Tề lấy đi rồi. Cái gì? Cho nên những kẻ hở này là để tế bào sinh trưởng. Đúng. Anh cùng Âu Dương đã thử qua vài lần, thành công đem tế bào và stent gộp vào in ấn cùng một chỗ. Vậy việc chúng ta cần làm bây giờ là nuôi dưỡng tế bào trong lò phản ứng sinh học, sau đó để tế bào phát triển thành hình dạng mà chúng ta đã thiết kế từ trước. Còn những mô sinh học đó thì sao? Thật sự rất có ý nghĩa. Nó buộc phải được nuôi cấy trong trường huyết động học tương tự mới có thể phát triển đến độ bền cơ học tương ứng. Đồng thời, chúng ta cũng cần kiểm tra tình trạng suy thoái của stent. Nếu phía bên bác sĩ Lý thử nghiệm động vật trên dê cũng thuận lợi, thì ngay lập tức có thể tiến hành thử nghiệm trên động vật linh trưởng. Em chỉ cảm thấy nếu phải tiến hành chụp ảnh, thiết kế, in ấn, rồi mới đến nuôi cấy, quả thật cả quá trình này sẽ rất lâu. Nếu như có những người bệnh cấp cứu, họ cần thay van ngay lập tức, phương pháp điều chỉnh nâng cao tương tự như thế này, em cho rằng có lẽ sẽ không vận hành được. Đúng vậy. Mỗi một kỹ thuật đều có hạn chế của nó. Cho nên khoa học mới không ngừng tiến bộ. Không sai. Đúng rồi, quên mất. Em muốn uống gì không? Gì cũng được. Gì cũng được sao? Vậy, được. Hóa ra mùi hương trên người anh là từ cái này sao? Em nói, những nhà khoa học gia trẻ tuổi như các anh, tại sao đều thích hoa nhài? Có điểm nào cần đặc biệt chú ý trong đây sao? Còn có ai thích nữa sao? Bạn trai em, anh ấy suốt ngày nói với em, quả thực rất giống với cảnh tượng lúc này. Anh ấy nói, anh ấy muốn chọn một nơi có ánh sáng tốt tại ban công hướng nam, trong một chậu cây nhỏ giống như chậu hoa nhài này vậy. Anh nghĩ điểm giống nhau nhất giữa anh và bạn trai của em không chỉ là nhà khoa học trẻ tuổi mà thôi. Hơn nữa bọn anh đều rất lười. Sao lại nói thế? Em có biết loại hoa nhà này thật sự rất dễ trồng không? Mặc dù nhìn qua rất mỏng manh, nhưng thực chất rất dễ trồng. Cho dù có bị ánh sáng mặt trời độc hại nhất chiếu rọi cả ngày, tối đến chỉ cần tưới một chút nước thì sẽ sống lại ngay. Cho nên có người gọi nó là hoa nhài phơi nắng không chết. Anh đang làm cái gì vậy? Trà hoa nhài. Ngay cả cái này anh cũng biết làm. Chẳng phải chỉ cần đun sôi và lọc là được rồi sao? Với chúng ta mà nói chắc không tính là khó chứ. Nào, nếm thử xem. Em về rồi. Em gái nhỏ,
Sao em lại đến đây? Có phải Quang Tư Úc đã chia tay với tên nhóc kia rồi không? Chuyện này chắc vẫn chưa đâu. Không sao cả, em mặc kệ cậu ta. Chẳng phải ngày mai phải về sớm sao? Em về sớm nghỉ ngơi đi. Đúng đúng. Vậy em đi trước nhé. Bye bye, bye bye. Chúng ta là người một nhà đó. Nếu quấy chia tay với tên nhóc đó, em nhớ phải nói với tôi đấy. Được được được. Chuyện gì vậy? Cậu muốn đi xa với Dương Lam Hàn? Hai người các cậu tiến triển cũng nhanh quá rồi đó. Chỉ là đi làm việc thôi. Mình biết các cậu đi làm việc. Ý của mình nói là mình nhìn chăm chăm xem hai người các cậu từ lúc không đội trời chung đến vui vẻ hòa thuận như bây giờ, tốc độ này cũng nhanh quá đi. Thực ra sau khi tiếp xúc với anh ấy một khoảng thời gian, mình thấy con người anh ấy không xấu, rất tốt nữa là đằng khác. Hơn nữa bây giờ mình cũng có thể hiểu được tại sao lúc trước anh ấy lại cắt ngang mình ở buổi bảo vệ luận văn. Bởi vì con người anh ấy rất khó tính với khoa học. Chỉ cần mình nói ra một số liệu sai, chắc chắn anh ấy sẽ cắt ngang mình. Đây là phản xạ có điều kiện của anh ấy, chứ không phải nhắm vào mình. Được rồi, có nói cậu thế nào cũng là đúng. Điện thoại của cậu. Ô Dương Y Phạm, sao anh ta lại gửi tin nhắn cho cậu? Đừng nói, anh ta cũng giở trò xấu xa với cậu đấy nhé. WeChat của anh ấy mình ạt trong một dịp tình cờ thôi. Mình quên nói với cậu. Mình trả lời anh ta thay cậu. Được được được. Hàn Hàn, bạn gái anh mắng em. Bạn gái anh còn biết mắng người sao? Anh nhìn đi. Thật đáng yêu. Đã nói hộ tiếng lòng của anh. Anh bị bệnh hả? Mày nói xem. Đưa suốt đi cho người khác cũng thôi đi. Dựa vào cái gì mà Bạch Lăng Lăng có thể từ bỏ tiền đi mà ta không được? Đã phải còn ở đây làm tay sai cho người khác. Quả thật là dùng người không đúng chỗ. Giáo sư, vậy thầy nghỉ ngơi sớm đi. Hằng Hằng, lại có thể gặp anh ở đây. Bọn anh đến tham dự hội thảo. Đây là giáo sư Tưởng. Xin chào. Xin chào. Được, vậy các cô cậu cứ trò chuyện. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Em cũng về trước đây. Lăng Lăng, em về nghỉ ngơi trước đi. Rồi lát nữa lúc ăn cơm anh sẽ gọi em. Được, được. Buổi tối anh muốn ăn gì? Em rất quen thuộc với Thâm Quyến, có cần giới thiệu cho anh chút không? Có một nhà hàng Pháp làm đồ ăn rất ngon, nhưng cần 2 tuần mới có thể đặt được chỗ ngồi. Có muốn ăn không? Bây giờ đặt chỗ chắc là không đặt được đâu. Em có quan hệ rất tốt với đầu bếp chính bên đó. Nếu như anh muốn đi, chúng ta có thể lẳng lặng lẻn vào. Được, làm phiền em rồi. Nào có đâu, là vinh hạnh của em mà. Vậy sao bọn em lại ở đây vậy? Bọn em quay phim ở đây. Đoạn làm phim bọn em đã bao hết từ tầng 19 đổ lên rồi. Em cảm thấy hơi ồn, vậy nên vừa mới đổi đến tầng này. Không ngờ lại gặp được anh ở đây. Anh thấy có trùng hợp không? Chúng ta thật là có duyên quá đi. Anh vừa xuống máy bay chắc mệt rồi đúng không? Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh quay về nghỉ ngơi trước đi. Em đặt xong sẽ báo với anh. Cảm ơn. Vậy anh đi nghỉ ngơi trước đây. Được. Tạm biệt, tạm biệt. Đi thôi, bảo bối, đây là ai vậy?
Em đang làm gì đó? Vừa tới khách sạn, sao thế? Không có gì, chỉ là có chút nhớ em. May mà chiếc điện thoại này có chức năng thay đổi giọng nói. Alo. Lát nữa em định làm gì? À thì anh là mãi mãi là bao xa? Anh sao anh biết số điện thoại của em? Em quên rồi à? Anh mua cháo giúp em nên anh có số điện thoại và địa chỉ của em, đúng đúng. Thế này cũng quá đột ngột rồi. Anh gọi cho em cuộc điện thoại này. Thì anh vừa nói với em đó. Anh có chút nhớ em rồi. Sao vậy? Không có gì. Em chỉ là em không ngờ anh đột nhiên lại gọi cuộc điện thoại này cho em. Em cảm thấy giọng nói của anh rất dễ nghe. Thật đó. À thì em nghe giọng anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, cảm giác như thật sự là anh. Anh vừa hỏi em gì vậy? Em căng thẳng quá nên quên mất rồi. Anh hỏi em là lát nữa định làm gì đúng không? Em vừa mới tới khách sạn, sau đó em nói anh nghe Thâm Quyến có rất nhiều đồ ăn ngon. Sau đó trước khi em đến, em đã làm xong lịch trình rồi. Em muốn đi ăn chút đồ ăn địa phương, sau đó đi dạo các kiểu. Nhưng em không định đi ăn cùng mấy người Dương Lam Hàn đâu. Lát nữa em nghĩ là em sẽ tìm một cái cớ đợi mấy người Dương Lam Hàn đi rồi em sẽ từ chuồng ra ngoài. Em không đi ăn cùng anh ta sao? Người bạn gái kia của Dương Lam Hàn đến rồi, chính là cái ngôi sao nữ mà lần trước em nói với anh đó. Mặc dù lần trước anh ta không thừa nhận, nhưng sau đó em đã nghĩ rồi. Anh nói xem, không chừng anh ta vì bảo vệ sự nghiệp của bạn gái mình, vậy nên em có thể hiểu được. Anh ta thật sự như thế sao? Đương nhiên rồi. Em nói anh nghe, đôi mắt của em sẽ không sai đâu. Ra khỏi thang máy một cái, ánh mắt của hai người đó chạm nhau. Cái dáng vẻ phấn khởi của Dương Lam Hàn, cái điệu bộ vui vẻ đó, thật đó, em nhìn phát là ra ngay. Tuyệt đối không thể lừa được em. Vậy nên em nghĩ là em đừng làm kỳ đà cản mũi người ta, có đúng không? Để hai người đó hưởng thụ thế giới hai người. Đúng lúc em có thể đi ăn đồ em muốn. Em nói anh nghe, em xem được một video người ta đăng lên mạng. Cái món nhím biển đó còn có cơm thịt bò gan ngỗng, nhìn có vẻ vô cùng tươi ngon. Còn cả, có phải là nói hơn nhiều rồi không? Em có chút kích động quá. Không đâu, không đâu. Thực ra anh cũng hơi căng thẳng. Không thì sau này anh gọi điện thoại cho em thường xuyên nhé. Được. Anh ở bên đó gọi điện thoại quốc tế đường dài chắc là rất tốn tiền. Em thấy du học sinh như anh đừng tiêu tiền lung tung. Thế này đi, em cũng cố gắng kiếm tiền, sau đó em cũng gọi cho anh. Hai chúng ta mỗi người gọi một lần được không? Không không không. Không phải nói là em đừng gọi cho anh, mà là em cũng đừng tiêu tiền lung tung. Vậy
Cúp máy nhé. Được, vậy chơi vui nhé. Được, được. Tạm biệt, tạm biệt. Đến đây. Bên cạnh ồn quá, có cần đi hỏi chút không? Không cần đâu. Người đầu bếp chính kia trả lời em rồi, em đã đặt trước vị trí cho 4 người, anh thấy có được không? Xin lỗi, anh không kịp nói với em. Anh định đổi một nơi để ăn cơm. Để bày tỏ sự xin lỗi, em hẹn bạn em đi đi. Anh mời. Được, vậy em đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Cậu đang dọn vệ sinh hay là đang phá hoại vậy? Em còn đang thấy lạ đó. Dựa vào đâu mà việc của Bạch Lăng Lăng lại để em làm? Kinh nghiệm của cậu ít nhất, tuổi tác nhỏ nhất, cậu không làm thì ai làm? Giáo sư làm chắc. Làm cho tốt đi, cậu là thiên tài của học viện vật liệu đó. Không được đi hội thảo khoa học thì cũng thôi đi. Bạch Lăng Lăng dọn vệ sinh, cậu không thể thua cậu ấy đúng không? Cố lên. Lão Trương, sao anh lại là loại người này chứ? Cậu mới biết anh ấy là loại người này à? Giao cho tôi đi. Không phải là lát nữa, cậu còn phải đến chỗ cô bác sĩ Lý sao? Vẫn là chị Tình tốt với em nhất. Bớt nịnh hót đi. Tôi là vì sáng ngày mai có thí nghiệm của anh Âu Dương. Bây giờ không giúp cậu, ngày mai hai người nhất định sẽ gây gỗ với nhau. Sao chị lại giống Lỗ Trương vậy? Không có chút lòng tin nào với em. Em nói cho chị biết nhé, nhất định có một ngày em sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại, đứng tên trên đỉnh kim tự tháp, khiến mọi người nhìn em với con mắt khác. Nhà khoa học, cậu mà còn không đi thì tự dọn dẹp đi. Đi đây, đi đây. Cảm ơn chị Tình nhé, yêu chị nhiều. Đăng Anh. Đăng Anh, không phải anh đã đi rồi sao? Chìa khóa. Không thấy chìa khóa. Em tìm giúp anh. Tìm thấy chưa? Anh nói xem, cả năm tiền lương cộng tiền thưởng của anh cũng không ít, không thể thay một cái khóa mật mã cho nơi ở của mình sao? Ngày nào cũng tìm chìa khóa. À đúng rồi, mẹ nói là bữa tiệc tối tuần sau bảo em giúp anh chọn một cô bạn gái đi cùng. Anh xem mình thích kiểu nào nói với em. Không cần đâu. Bữa tiệc lần này là do gì tổ chức? Bố mẹ nói rồi, hai chúng ta đều phải đi. Em không thể đóng giả thành anh nữa. Được. Nghĩ xem, bao nhiêu năm rồi em thay anh tham gia biết bao buổi xã giao quan trọng, khiến cho bây giờ đánh giá ở bên ngoài đều là đứa con trai lớn nhà Âu Dương có học thức lễ phép, đứa con trai nhỏ nhà Âu Dương bướng bỉnh ngoan cố không bao giờ xuất hiện. Anh nói xem em có oan không? Tạm thời biến thành anh, nhận sự khẳng định và ngợi khen của mọi người, em cũng rất thích đúng không? Ngoại trừ lúc nhỏ học thuộc bài, anh chưa từng nói qua nhiều chữ như vậy. Đợi đã, ai thèm trở thành anh chứ?
Lái xe. Anh còn cưới. Anh có bạn gái đi cùng. Đau quá. Đau quá. Nhẹ chút đi. Nhẹ chút đi. Không đến mức đó chứ. Đau quá đi. Đây, ban ngày ban mặt thế này, không đóng cửa. Nhẹ chút, nhẹ chút. Thôi bỏ đi, ngộ nhỡ thì sao. Đau quá đi. Mình đây, nhẹ chút đi mà. Người tốt, giúp đỡ bọn họ. Em đang làm gì vậy? Em đúng lúc đi qua, nhìn thấy cái cửa đó chưa đóng. Sao nhanh như thế đã? Ý em là... Không, không phải là hai người ra ngoài ăn cơm sao? Sao vẫn chưa đi vậy? Anh đang đợi em à? Đợi em? Đúng vậy. Chị Lý, chân của chị sao vậy? Không sao chứ? Chị cũng không biết. Vừa rồi chị quay người một cái, đột nhiên bị trẹo rồi. May mà Lâm Hàn giúp chị bôi thuốc. Không thì chị không biết ngày mai có thể làm việc hay không nữa. Em xem xong rồi. Nào, chị xem đi. Ăn gì? Gần đây chị đang giảm cân, buổi tối chị đều không ăn cơm. Hai người gọi đi. Sao em còn đến đây? Sao không ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt? Em đương nhiên là đi cùng anh rồi. Xem xong rồi. Vậy, được thôi. À thì, phục vụ, xin chào. Tôi muốn một phần thịt lợn nướng mật ong, sau đó thêm một phần ngỗng nướng cao cấp, sau đó thêm món nhím biển này đi. Đúng đúng đúng, nhím biển, sau đó còn có cả món cơm thịt bò gan ngỗng. Đúng đúng đúng, được chứ? Được rồi. Những món này thôi, cảm ơn. Được, xin đợi một chút. Em thật không ngờ khẩu vị của đàn anh và em lại giống nhau như thế. Không phải trước đó hai người nói muốn đi ăn cái gì mà nhà hàng Michelin sao? Bởi vì ngày mai ngày kia đều có hội thảo cường độ cao, vậy nên muốn tùy tiện ăn chút gì đó quay về nghỉ ngơi sớm hơn. Không ăn ở nhà hàng đó thật sự rất đáng tiếc. Mấy ngày tới anh có sắp xếp gì không? Không thì anh ở lại Thâm Quyến thêm mấy ngày, đến lúc đó em cùng hai người đi chơi, sau đó chúng ta đi Hồng Kông mua sắm. Không phải là mẹ anh muốn mở một cửa hàng bách hóa ở Hồng Kông sao? Sau khi hội thảo kết thúc, bọn anh phải nhanh chóng quay về, khoảng thời gian sau đó cũng rất bận. Làm em giật cả mình, hình như sắp mưa rồi. Sao vậy? Có phải cô thích anh ấy không? Ai chứ? Đừng giả bộ nữa. Cô biết người tôi nói đến là ai? Tôi có bạn trai rồi. Thế thì đã sao chứ? Tôi không tin là bạn trai cô tốt hơn Lam Hằng. Chị Lý, đàn anh của tôi, con người anh ấy đúng là cũng được. Nhưng mà không phải mỗi người đều giống như chị. Cảm thấy anh ấy tốt không ai sánh bằng. Tôi biết là anh ấy đối xử khác biệt với cô, nhưng cô gái bình thường giống như cô. Nếu không phải là dở thủ đoạn gì đó, thì sao anh ấy có thể liếc nhìn cô chứ? Chị Lý, khoan hãy nói, tôi có thích anh ấy không? Anh ấy có thích tôi không? Tại sao cô gái giống như tôi, dưới mắt nhìn của chị thì nhất định phải dở thủ đoạn gì đó mới có thể khiến anh ấy thích tôi chứ? Đúng, có lẽ chị cảm thấy tôi không có gì đặc biệt. Nhưng theo tôi thấy, tôi vô cùng tốt, thật đó, độc nhất vô nhị, vô cùng xinh đẹp, xứng đáng được người khác thích. Nếu như chị kiên trì không để tôi đi, tôi sẽ đứng đây gọi lớn tên Dương Lâm Hàn. Đúng lúc chị có thể mượn cơ hội này tỏ tình với anh ấy thế nào? Cô Dương Lâm, đi đi, đi đi. Alo, Phan Phan,
bộ lễ phục đó đến rồi. Có muốn ngày mai đến nhà tôi thử không? Nhưng mà 9 rưỡi tôi có cuộc hẹn. Bữa sáng. Được. Vậy 7 rưỡi nhé. Được. Ngày mai gặp. Phan Phan, cuối cùng cậu cũng... Hội thảo ngày mai rất sớm, bắt buộc phải nghỉ ngơi sớm. Em cũng quay về ngủ sớm đi. Được. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Lăng Lăng, sao thế? Em qua đây một chút. Không phải là nghỉ ngơi sớm sao? Đề cương ngày mai chuẩn bị trước một chút. Được. Đọc những điểm chính này trước đi. Ngày mai lúc nghe báo cáo sẽ dễ hiểu hơn một chút. Đọc ở đây đi. Có bất kỳ chỗ nào không hiểu, em đều có thể hỏi anh. Chủ yếu là lượng từ vựng bên trên này nhiều quá. Có rất nhiều chỗ em đọc không hiểu, phải quay về lấy máy tính. Đưa anh đi. Tất cả các danh từ chuyên ngành anh đều đã chú thích rồi. Đọc đi. Giả bộ đau bụng cũng vô ích thôi. Tối nay bắt buộc phải đọc xong. Lăng Lăng. Lăng Lăng. Em không sao chứ? Nào, anh đưa em đi bệnh viện. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh giúp em gọi xe cứu thương. Đừng gọi xe cứu thương. Em không sao. Được được được. Anh đưa em lên trên. Anh không gọi xe cứu thương. Đừng gọi xe cứu thương. Em nghỉ ngơi cho tốt trước đã anh ơi. Có gì cần giúp không? Có thể giúp tôi gọi xe không? Tôi phải đến bệnh viện gần đây giúp. Được, anh đợi một lát. Nhanh nhé. Anh đưa em lên trên. Em ngủ một chút là khỏe. Xin lỗi anh, mưa to quá, thật sự không gọi được xe. Hay là cứ gọi xe cứu thương đi. Đều không gọi được sao? Đúng. Không sao. Vậy cô cứ đi làm việc đi, tôi tự nghĩ cách. Thật sự xin lỗi, xin lỗi. Không sao. Xin chào, tôi có một bệnh nhân ở trong kia, có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện hay không?
Anh Dương, có kết quả kiểm tra rồi, tim không có vấn đề gì lớn, nhưng mà sau này nhất định phải cẩn thận, nhất định đừng dầm mưa nữa. Nghỉ ngơi cho tốt, cảm ơn. Dầm mưa gì vậy? Bác sĩ nói, lần sau gặp trường hợp này thì gọi xe cứu thương, đừng dầm mưa nữa. Em không cần xe cứu thương. Xe cứu thương đưa mẹ em đi mất rồi. Em không thích xe cứu thương. Đừng sợ, có anh ở đây. Thơm quá đi. Cuối cùng anh cũng quay về rồi. Em đang nói gì vậy? Em biết là anh. Em biết là anh. Muộn vậy rồi sao? Trước đây chưa từng đến muộn mà. Chào quý khách, thuê bao quý khách đang gọi hiện đã tắt máy. Lạ thật. Chú làm gì vậy? Chỉ còn một phút nữa, người ta sắp tới đây rồi. Phấn chấn lên chút. Sao lỡ đây? Hóa ra là cô Quan. Trùng hợp thật. Chú biết cháu. Chú không chỉ biết cháu, chú còn... Chào chị, tôi là Âu Dương Y Phạm, là người phụ trách dự án này. Đây là trợ lý đặc biệt của chủ tịch của tập đoàn của chúng tôi, ông Trần. Chắc anh là chủ biên phùng đúng không? Phải. Nghe danh đã lâu. Thật ngại quá, tôi vẫn chưa in danh thiếp. Không sao. Tôi giới thiệu một chút. Đây là Quan Tiêu Úc, người viết bản thảo cho tòa soạn tạp chí chúng tôi. Tuy Tiểu Quan là người mới đến, nhưng chương mục của cô ấy nhận được rất nhiều sự chú ý. Tài khoản chính thức của cá nhân, lượng người đọc cũng không ít. Bài viết quảng bá đợt đầu của sản phẩm này, chúng tôi dự định sẽ để cô ấy chép bút. Nếu mọi người đều đã biết nhau, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu, phải. Bắt đầu đi. Là thế này, chủ đề của tài khoản chính thức của tôi lần này chủ yếu xoay quanh vấn đề tình cảm.
Em ra mở cửa. Là phòng bên thì phải. Vâng, hình như đúng là phòng bên. Chuyện đó, cảm ơn anh nhé. May mà hôm qua có anh, chứ không em cũng không biết phải làm sao. Không có gì. Thời gian này em đừng ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, tạm thời cũng đừng ăn hải sản. Hôm qua chúng ta truyền nước xong là mấy giờ rồi ạ? Em không có ấn tượng gì hết. Tầm 4 giờ. Anh sợ buổi tối em lại thấy không khỏe, vậy nên đã ở lại đây với em. Phải rồi, em nhớ hình như hôm qua anh cũng truyền nước. Có phải anh bị đau dạ dày không? Phải. Vậy giờ anh đã khỏe hơn chút nào chưa? Không sao rồi. Đúng là kỳ lạ thật. Gõ cửa không thấy mở, nhất định là bên trong không có người rồi. Còn gõ, có người chẳng phải đã mở rồi sao? Ngốc thật đấy. Đàn anh, chẳng phải anh cũng ở phòng bên đấy sao? Không phải người ta tới tìm anh đó chứ? Đúng rồi mà. Con trai, chuyện gì vậy? Hình như đúng là tìm anh đấy. Bố, đừng gõ nữa, con ở đây. Chào hiệu trưởng. Con, không phải con ở phòng 1918 sao? Không phải chứ, sao không đổi phòng, cũng không nói tiếng nào với bố. Vào đi, hiệu trưởng tìm con có việc. Bố, phòng này, sao thế? Không thể vào sao? Không, không tiện lắm. Ok, bố con đến rồi, vào phòng thì có gì mà không tiện. Chào hiệu trưởng. Đây là bố anh, giáo sư Dương, Dương Đình. Bố, đây là đàn em ở phòng thí nghiệm của con, Bạch Lăng Lăng. Chào giáo sư. Chuyện này là sao? Chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Gì cơ? Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Giờ hai chúng ta là đồng nghiệp. Cô làm vậy ngược lại sẽ rất không tự nhiên. Cô không thấy vậy sao? Càng dễ khiến người khác không ngừng suy diễn về mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi cảnh cáo anh đừng có nói năng tùy tiện. Chúng ta không có quan hệ gì hết. Không có quan hệ gì hết. Vậy thì coi như cho đi nhờ đi. Sao anh biết chúng ta thuận đường chứ? Đưa người con gái mình thích đi đâu cũng thuận đường. Lên xe đi. Được. Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Đi đến Đại học Hoài Hải. Tôi ý à, muốn đi tìm bạn trai yêu dấu của mình. Đi chia tay đúng không? Đi không đây? Đi thì lái xe đi.
Lý Mộc! Đợi một chút. Phan Phan đang ở đâu thế? Tôi gọi điện cho cô ấy, nhưng mãi mà cô ấy không nghe máy. Em cũng vừa hay muốn tìm chị. Cảnh Phan Phan biến mất rồi. Biến mất rồi. Hôm qua, phòng ký túc bọn em bị trộm đồ. Bị mất 4 chiếc máy tính, 2 chiếc điện thoại. Trong đó cũng bao gồm đồ của cậu ấy nữa. Lúc đó cậu ấy vẫn chưa về, bọn em cũng không gọi được cho cậu ấy. Đang chuẩn bị đi báo cảnh sát. Đúng lúc ấy, báo thức em đặt trong điện thoại bỗng đổ chuông. Bọn em lần theo âm thanh để tìm được vali của cậu ấy. Kết quả những thứ đó đều ở bên trong cả. Trong chuyện này, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Nó không chừng là cậu ấy đùa với cậu cũng nên. Ban đầu bọn em cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng đó là trò đùa quái ác của cậu ấy. Kết quả, khi cậu ấy quay lại, bọn em vừa hỏi, cậu ấy đã thừa nhận tất cả. Lúc này bọn em cũng mới biết, khoa cậu ấy mua cho chị, rồi cả tiền mua quà, một phần trong đó là học phí của cậu ấy, số còn lại đều là cậu ấy đi vay. Bây giờ trường đang giục cậu ấy nộp học phí, cậu ấy hết cách nên mới làm tới bước này. Đi lâu như vậy, chắc không xảy ra chuyện gì đó chứ. Vậy trường đã biết chưa? Vẫn chưa. Trường hợp này nhất định sẽ bị đuổi học. Đuổi học? Bọn em cũng không muốn làm như vậy với cậu ấy. Chỉ là hôm qua mọi người đều có chút ngại ngùng. Em đợi tới lúc trời gần sáng mới ngủ tiếp đi. Kết quả vừa mở mắt ra đã không thấy cậu ấy đâu nữa rồi. Em thật sự sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, nghĩ không thông suốt. Tôi hiểu rồi. Vậy đi, cậu giúp tôi giải thích với những người bạn đó của cậu. Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Khát quá. Em có nước không? Cảm ơn em. Xin lỗi, em không để ý chứ. Không đâu, không đâu. Anh uống hết đi. Anh không cần để lại cho em đâu. Em chê nước anh từng uống sao? Không phải. Tùy anh, tùy anh. Hay thôi, anh để lại cho em một ít. Một ít cũng được. Lăng Lăng, sao thế? Tối nay em có dự định gì không? Không có dự định gì cả. Vậy thì tốt rồi. Tối nay hiệu trưởng Lý hẹn đi ăn. Bố anh cũng sẽ đi. Ông ấy bảo anh gọi em đi chung. Em mới đột nhiên nhớ ra, hình như tối nay em đã hẹn với một người bạn rồi. Hẹn bạn đột xuất vậy? Không chắc là hẹn được đúng chứ. Thực ra em đi ăn một mình cũng được. Em không cần lo lắng. Chuyện sáng hôm nay anh đã giải thích rõ ràng với hai người họ. Hai người họ đều biết cả rồi. Hơn nữa chỉ là ăn bữa cơm có anh ở đó mà. Em cứ về nghỉ ngơi một lát đi. 6:30 anh gọi em.
6:30. Dân. Chỉ là mày ăn bữa cơm với lãnh đạo trường, cùng với các tiền bối, hồi hộp gì chứ? Không hồi hộp, không hồi hộp. Thôi thì trang điểm đơn giản một chút. Tôn trọng trưởng bối, tôn trọng, tôn trọng, chính là tôn trọng. Alo, xin chào, tôi muốn hỏi một chút, có dao lam không? Tôi gọt bút. Được, 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 không sao, không sao, tôi tự mình ra ngoài xem sao, cảm ơn. Đàn em. Đàn em. Lông mày sao thế? Em đừng ngọ quậy. Kể lệch bây giờ. Hay là để em tự làm. Em biết kể không? Em xem lông mày em kẻ này. Đừng ngọ quậy. Đừng ngọ quậy. Da chị đẹp thật đấy. Đương nhiên. Em đừng yêu chị đó nha. Chị nói em này, chị nhất định phải có được Dương Lam Hàn. Nói ra điều này cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Tại sao chị lại đi kẻ lông mày cho tình địch chứ? Em xem, thấy thế nào? Cảm ơn chị. Lông mày chị kẻ thật sự đẹp hơn em kẻ nhiều. Cảm ơn chị. Bút kẻ lông mày này chị tặng cho em. Sao anh để đường chạy ra ngoài dọa người vậy nữa. Cầm lấy. Em cảm ơn. Chuyện tối hôm qua. Tóm lại, thật sự vô cùng cảm ơn chị. Vậy thì em đi trước nhé. Em đợi chút. Sao em lại phải trang điểm thế? Có phải em đi hẹn hò với Dương Lam Hàn không? Em cũng không thể gọi là hẹn hò được em. Cảm ơn chị nhé. Không được đi. Trả lại bút kẻ lông mày cho chị. Đi đâu này à? Cô làm gì vậy? Bán con chứ sao?
này là món quà sinh nhật bố đã tặng cho tôi khi tôi tròn 18 tuổi. Cũng là món đồ cao cấp đầu tiên mà tôi có trong đời. Tôi còn đặt tên cho nó nữa. Tên là dưa hấu nhỏ. Dưa hấu nhỏ. Còn cả chiếc này nữa. Chiếc này là chiếc túi đầu tiên trong đời tôi dùng số tiền dụng bút đầu tiên để tự thưởng cho bản thân. Tên nó là sô-cô-la đen. Tên thân mật là Sô-sô. Còn chiếc này tên là ngôi sao nhỏ. Tôi rất thích nó. Anh nhìn nó này, có phải sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp đúng không? Không phải chứ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Lúc nãy ở trên xe, tôi đã tính sơ sơ qua. Bây giờ, tất cả số tiền Phan Phan nợ cộng thêm tiền học phí, chắc là vào khoảng 50-60 nghìn tệ. Còn người tôi ấy à? Bình thường kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu, cũng không có tiết kiệm hay tích lũy gì cả. Cũng chỉ có bọn chúng đáng chút tiền thôi, chỉ có thể nén nỗi đau, dùng chúng để cứu nguy. Cậu ta nợ tiền thì có liên quan gì tới cô? Đó là vấn đề của cậu ta. Tôi không giết người mà người lại vì tôi mà chết. Hơn nữa, chỗ tiền cậu ấy mượn phần lớn đều có liên quan đến tôi. Và lúc tôi cần tới sự giúp đỡ nhất, cậu ấy đã giúp tôi. Vậy nên tôi công nhận người bạn này. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Được rồi, tôi có người bạn mở cửa hàng bán đồ second hand, có thể ký quỹ hàng cao cấp. Lát nữa cô đem chỗ túi sách này để vào trong xe tôi, sau đó tôi sẽ đưa cho anh ta giám định. Định giá xong sẽ báo cho cô. Đáng tin không? Đương nhiên đáng tin. Cô nghĩ đi, cô đem chỗ túi sách này để ở cửa hàng khác, giám định định giá. Nhanh cũng phải mất vài ngày. Người bạn này là bạn của tôi, tôi dùng anh ta là được. Nếu tối không có vấn đề gì thì sẽ chuyển tiền cho cô tối nay. Được. Cảm ơn nhé. Đột nhiên cô khách sáo vậy, tôi có chút không quen. Được rồi, chuyện tiền bạc tạm thời đã được giải quyết rồi. Vậy người thì sao? Không phải anh nói có cách tìm ra cậu ấy sao? Nói đi. Chú Trần mà sáng hôm nay chúng ta gặp ấy, có ấn tượng chứ? Chú ấy là trợ lý của bố tôi, là người am hiểu mọi thứ. Tìm giúp tôi một người. Cậu ấy hay dùng những phần mềm mạng xã hội nào? Đưa tài khoản cho tôi, tôi thử xem có thể tìm được hay không. Phần mềm cậu ấy thường dùng là Weibo, Truhu, còn có Toban. Tên người dùng là Cấu Trúc Tiên Sinh. Cô yên tâm đi, chú ấy rất giỏi đó. Chứ không cô nghĩ làm sao tôi ra được tên Triệu Lỗi đó chứ? Không phải như cô nghĩ đâu, tôi chỉ ra có một lần đó thôi. Chung quy cũng phải thôi, nhờ có anh giúp mà tôi cũng chẳng thể yên ổn yêu đương được. Không cho anh cơ hội thật là có lỗi quá. Tìm thấy rồi, trong khoảng thời gian mười mấy tiếng từ tối qua tới giờ, tài khoản của các trang này không có động thái mới nào. Nhưng mà tôi đã thông qua các tài khoản liên quan trên Weibo tìm thấy một tài khoản có lẽ là niết phụ của cậu ấy. Tầm 2 giờ chiều nay đã đăng một dòng trạng thái, hai người xem. Đúng là trẻ con. Rõ ràng bản thân làm sai, còn làm ra vẻ bi tráng. Thật ngại quá, xin hỏi có thể tìm được địa chỉ cụ thể không ạ? Còn giận sao? Ông nói xem, có thể không giận hay sao? Hội thảo học thuật của ông còn chưa khai mạc thì nó đã cùng với bạn học nữ đó ngủ chung một phòng rồi. Ông xem, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đến từ đây chẳng còn mặt mũi nào nữa là nó. Có gì to tát đâu. Nam nữ học chung ái mộ nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ là chuyện tốt mà. Đúng rồi. Hơn nữa, con bé đó là học viên cao học tôi mới chiêu sinh đó. Cô bé rất khá. Không phải, tôi không hề muốn can thiệp vấn đề tình cảm cá nhân của bọn trẻ, đúng không? Nhưng tôi chỉ mong nó có thể quý trọng danh tiếng của mình. Ông nói xem, những người nghiên cứu khoa học như chúng ta, có bao nhiêu người giành được thành tựu lớn? Nhưng chỉ vì những người như thế, đời tư bị tung ra dư luận, bị truyền thông mạng phóng đại vô cớ, rồi làm sao xáo lên, là sẽ mất hết tiền đồ. Ông Dương à, nói cho cùng, vẫn là làm hàng nhà ông tuổi trẻ tài cao. Tiền đề khi quý trọng danh tiếng là phải có danh tiếng đã. Ông nhìn thằng Hạo nhà tôi còn chẳng thèm để ý đến nó. An Hạo đang ở Thâm Quyến nhỉ? Sao không gọi nó cùng tới ăn cơm? Gọi rồi, đang trên đường tới rồi. Được, phải rồi. Ông Dương, tôi cũng gọi cả Lăng Lăng. Lăng Lăng là ai? Sinh viên của tôi,
chính là cô bé ngủ cùng con trai ông đó. Ơ kìa, ông chú ý dùng từ nhé. Ngủ cùng là sao? Được, được, được. Không ngủ, không ngủ. Tôi hỏi xem bọn trẻ tới đâu rồi. Tới rồi, bố, giáo sư, hiệu trưởng Lý, hiệu trưởng Trình. Giáo sư Dương, giáo sư Tưởng, hiệu trưởng Lý, hiệu trưởng Trình. Em chào các thầy, Lam Hàn, Tiểu Bạch. Nào, mau ngồi xuống đi. Thế nào? Không tồi chứ. Chưa nhìn ra. Ông toàn mạnh miệng. Bố, các chú. Tới rồi, tới rồi. Tiểu Hào, ngồi đi. Trùng hợp quá. Ông Lý, không phải con gái ông sắp tốt nghiệp rồi à? Tháng 7 năm sau. Vậy có dự định gì? Nó nói nó muốn đến Canada học thạc sĩ. Tôi thấy học trong nước cũng rất tốt, ra nước ngoài tốn kém quá. Cũng đúng. Giờ tôi thấy giáo dục thạc sĩ trong nước không kém nước ngoài. Nói đến đây lại thấy đúng là hồi chúng ta học, một tháng nhận được 10 đô la Mỹ mà học xong hết được thạc sĩ. Bây giờ khó lắm. Thời đại khác rồi. Sao cậu lại ở đây? Không ngờ hiệu trưởng Trịnh lại là bố cậu. Tôi đang bảo sao cậu lại ở trong trường. Giờ biết rồi. Con muốn suy nghĩ lại làm con dâu hiệu trưởng không? Cảm ơn đã mời, xin miễn. Cậu nói xem, nếu như cậu mãi mà không gặp bạn qua mạng kia của cậu, rồi trên trái đất chỉ còn lại hai người đàn ông là mình và Dương Lam Hàn, cậu chọn ai? Cậu ấy đùa thôi. Em không trả lời cậu ấy à? Không, không trả lời. Giáo sư Tưởng, lần đầu lăng lăng tới thăm quý, em đưa cậu ấy đi dạo à? Đi đi, đi đi. Phải chú ý an toàn nhé. Vâng. Vậy, giáo sư Dương, giáo sư Tưởng, hiệu trưởng Lý, hiệu trưởng Trịnh, bọn em đi à? Tạm biệt Đăng Anh. Chuyện này là sao? Đưa người đi trước mặt hai bố con tôi à? Ông Dương, sao thế? Vừa rồi không phải ông nói không thích cô bé đó mà? Tôi thích hay không thích không nói, nhưng con trai tôi hàng hàng nó thích mà. Vậy mà lại làm vậy. Ông xem ông Dương này. Còn ông nữa, giáo sư Tưởng, ai bảo ông tự quyết định? Quyết định thay người nhà tôi chứ. Đó không chỉ là việc nhà ông, cô bé đó cũng là sinh viên của tôi mà. Con xin lỗi. Bố, con cũng đi trước đây. Con trai, bố ủng hộ con. Là một thanh niên, con phải dũng cảm đoạt lại người con thích. Con về khách sạn. Ơ kìa, các ông cười cái gì? Nào nào, chúng ta uống rượu đi. Nào, uống rượu. Cô chờ tôi một lát. Sang ngay đây rồi.
Tôi biết mọi chuyện rồi, nhưng tôi không trách cậu đâu. Chúng ta gặp nhau nói chuyện tử tế đi. Mọi người đều rất lo cho cậu. Chuyện tiền nong tôi đã giải quyết xong rồi, cậu không cần lo. Mau trả lời tin nhắn của tôi. Làm ơn đấy, Cảnh Văn Văn, trả lời đi. Ở đây. Chào cô, phục vụ, ngại quá. Cho tôi hỏi chiều nay lúc 2 giờ cô có nhìn thấy chàng trai như thế này không? Không nhìn thấy. Cô nghĩ kỹ lại xem, cao khoảng thế này, quả thật không nhìn thấy. Tôi thử rồi. Wi-Fi của cửa hàng này mở miễn phí. Có lẽ cậu ta thật sự không vào, nhưng chắc chắn xuất hiện ở xung quanh. Chúng ta tìm tiếp xem sao. Được. Chào cô, cho hỏi có gặp người này không? Không gặp sao? Chào anh, xin lỗi, cho tôi hỏi, anh có gặp? Thế nào rồi? Cậu không cảm ơn mình. Cứu cậu ra à? Cảm ơn cậu, tôi còn ở đó nữa, đúng là sắp nát óc luôn. Cậu tới lúc nào vậy? Tới mà cũng không nói cho mình biết. Hôm qua tôi mới tới, bận nhiều việc quá nên không kịp nói với cậu. Không kịp nói gì chứ? Mình không tin đâu. Mình thấy Bạch Lăng Lăng à, rõ ràng cậu vô tâm. Chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu cũng nhìn rõ bộ mặt thật của tôi rồi. Giờ cậu nói đi, mình và Dương Lam Hàn cậu chọn ai? Vì sao tôi phải chọn? Tôi có bạn trai rồi, sao phải chọn một trong hai người? Bạn trai? Đúng rồi, đã xác định quan hệ rồi. Bạch Lăng Lăng cũng ngốc à? Trên thế gian này nhiều đàn ông như vậy, cậu lại đi chọn một chiếc điện thoại để yêu? Anh ấy không phải điện thoại, anh ấy là người có máu có thịt, có tình cảm và tri giác. Đây mới là người có máu có thịt, có tình cảm, có tri giác. Tôi không nói với cậu nữa, tôi còn phải chuẩn bị đề cương cho hội nghị ngày mai. Đi đây, tạm biệt. Bạch Lăng Lăng, mình sẽ không từ bỏ đâu. Bác Tài, chúng ta tới khách sạn Phạn Hào đi. Không phải anh nói anh có cách sao? Sao mà tìm một ngày rồi mà không thấy cậu ấy đâu? Sao mà tôi biết bạn trai giả kia của cô trốn giỏi vậy? Được rồi, là tôi vô dụng được chưa? Nhưng có một việc. Người bạn ở cửa hàng đồ second hand trả lời tôi rồi. Anh ta đã xem những chiếc túi của cô và đưa ra giá rồi. Nếu cô thấy không có vấn đề gì thì anh ta sẽ chuyển tiền cho cô. Được. Người bạn này của anh đáng tin cậy đấy. Ra giá đều khá ổn. Cô gửi tài khoản cho tôi, tôi bảo anh ta chuyển tiền.
vô cùng cảm ơn anh về chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đi giải quyết vấn đề tiền nong. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề này, chưa biết chừng Phan Phan sẽ xuất hiện. Quả thực, trong chuyện này tiền là mấu chốt. Nếu giải quyết xong vấn đề tiền nong, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là cô có nghĩ tới sau khi tìm ra cậu ta thì sao? Không biết. Tôi cũng không biết lúc gặp lại cậu ấy tôi còn có thể làm bạn nữa không. Nếu là anh thì sao? Nếu là anh sẽ làm thế nào? Vậy cô phải làm rõ trước là lúc đầu vì sao cô lại làm bạn với cậu ta. Vì sao? Thật ra tôi cũng không biết. Chỉ là tôi thấy trước mặt cậu ấy tôi sẽ rất thả lỏng. Dù tôi muốn làm chuyện khoang đường cỡ nào, cậu ấy đều sẽ cố gắng 200%, nhiệt tình 200% để phối hợp với tôi. Anh biết không? Tôi thật sự nghĩ bản thân là một người cực kỳ giỏi yêu đương. Chỉ cần tôi thích chàng trai nào, trong vòng 10 phút tôi sẽ biết anh ta thích cô gái như thế nào. Sau đó tôi sẽ trở thành bộ dạng mà anh ta thích, rồi xuất hiện trước mặt anh ta. Nhưng trước mặt Phan Phan tôi không cần. Tôi chỉ cần sống đúng bản thân là được. Vậy nên sau khi cậu ấy tỏ tình tôi không từ chối ngay lập tức, vì tôi luôn cảm thấy tôi vẫn có một chút cảm giác ăn may. Nghĩ có lẽ bản thân sẽ thích cậu ấy. Cô không thích đâu. Trước mặt người mình thích, người ta sẽ xoắn xuýt, sẽ khó mà thả lỏng. Không đúng. Phải tôi ghét anh như vậy? Sao trước mặt anh tôi vẫn thấy căng thẳng? Nhưng có một điều hình như là đúng. Có lẽ tôi còn thiếu một chút xíu cái thích ấy. Không đúng. Có lẽ tôi còn chưa thích cậu ấy. Nhưng thật ra cũng không đúng. Thật ra tôi cũng rất thích cậu ấy. Anh biết không, cả ngày hôm nay tôi đều nghĩ. Tôi nghĩ vì sao cậu ấy lại trở nên thế này. Vì sao cậu ấy không thể sống đúng với bản thân. Nếu như chúng tôi, nếu tôi từ chối cậu ấy sớm hơn, có phải chúng tôi vẫn có thể là bạn tốt không? Không đúng. Cậu ấy không thể nào trở thành bạn tốt với tôi được. Cậu ấy thích tôi. Cậu ấy không thể trở thành bạn tốt với tôi. Cô uống nhiều quá rồi. Tôi nói anh nghe, anh cũng đừng giục tôi về nhà. Tôi không muốn về nhà. Nhưng hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh đi cùng tôi. Nếu không có anh, trụi lăng lăng cũng đi vắng. Tôi thật sự không biết hôm nay tôi phải làm sao. Có gì mà cảm ơn. Cô không biết lặn lội với cô một ngày xong tôi hối hận cỡ nào đâu. Tôi còn chưa viết phương án kinh doanh sản phẩm kia kìa. Về lại phải thức khuya. Âu Dương Y Phạm tôi chỉ đi nhảy nhót mới thức khuya, có bao giờ thức khuya làm việc đâu. Sau này không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Vậy thế này đi, tôi viết giúp anh nhé. Tôi viết tốt lắm. Cô đã thế này rồi. Mau về nhà, ngủ đi. Tôi không về nhà. Nhưng con người anh cũng kỳ lạ thật. Anh có biết người bên ngoài nói anh thế nào không? Nói anh lăng nhăng, quá đa tình, thay bạn gái như thay áo. Nhưng sao tới chỗ tôi anh lại tốt với tôi lâu vậy? Lẽ nào là anh hoài niệm thứ cũ? Ai rảnh mà đi hoài niệm thứ cũ? Không hoài niệm thứ cũ, mà là người tôi thích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạch Lăng Lăng. Đàn anh, sao thế? Anh đoán chắc em chưa ăn no, nên mang đồ ăn về cho em. Sao anh biết? Em đang định vào gọi đồ ăn ngoài. Cảm ơn anh. Em còn tưởng mọi người sẽ về rất muộn. Không, bọn họ còn đang ăn, anh về trước. Vậy em về trước đây. Cảm ơn anh. Phải rồi. Em trả lời câu hỏi của cậu ta thế nào? Câu hỏi gì? Của ai? Câu hỏi của Trịnh Minh Hạo. Nếu trên trái đất này chỉ còn lại hai người đàn ông bọn anh, em sẽ chọn thế nào? Giáo sư, lần này đi thăm quyến em muốn đưa Bạch Lăng Lăng theo. Không chiếm suốt của phòng thí nghiệm đâu, chi phí em sẽ bỏ ra hết. Thầy đừng nhìn em như thế, em không có suy nghĩ gì khác. Ý em là, vì cô ấy đã đề xuất công nghệ nuôi cấy tế bào bằng in 3D, em thấy rất có giá trị. Được. Vậy thầy đừng nói với cô ấy, tiền là do em bỏ ra nhé. Còn nữa, đây là lương tháng này của cô ấy, làm phiền thầy chuyển cho cô ấy giúp em. Thầy đã gửi đơn xin rồi. Bắt đầu từ tháng này, cô ấy sẽ được coi là nhân viên chính thức của chúng ta rồi. Lương sẽ do phòng thí nghiệm phát. Thật à? Vậy thì tốt quá. Giáo sư, thầy cứ chuyển cho cô ấy giúp em. Nói là cô ấy thể hiện rất tốt nên được tăng lương.